Cây này cây mai chiến thủy nha bạn, trung nu á, nó trung mình á. Cây này cây nuôi nha, giống mấy cây hàng chợ ra, người ta nuôi được mấy cái bắp bự chảng là bạn thấy không? Cây nhỏ xíu à, mà mấy cái bắp cả ngón tay tôi luôn vậy, cả ngón tay trỏ tôi à, bự hơn ngón tay trỏ chút. Còn như cái bắp này bự, người ta đục vét ngay chỗ này nè, dễ chét keo mốt mấy bạn liền qua hầu như là không có mặt cắt luôn ạ. Trung nuôi nha bạn. Cây này mình giật cốt vô rồi mấy bạn về, mấy bạn bắt cành vô là vô cái dàn xương nữa, khoảng 6 7 tháng nữa là nó kín cây à. Nó xíu rồi nha các bạn. Cây này bán gửi luôn cái chậu nha, tôi mới ép vô cái chậu người ta trồng trong chậu vườn người ta trồng. Giờ mình ép vô lại cái chậu nhỏ nè. Cây này bán gửi luôn cái chậu nha. Cái chậu này mua mới mua 140 140.000. Mua gửi luôn cái chậu nha bạn. Vậy các bạn khỏi vô chậu, tôi thấy cái chậu này cũng hợp. Vậy các bạn khỏi ấy, về chơi thôi. Nói chung là muốn thi cử đá đấm là mấy bạn phải nuôi, nuôi đường dài như mấy cây này nè. Cho cái bắp nó cân đối lên rồi mấy bạn mới vô dàn xương. Vô xương vô chi thì cái cây nó giờ nó mới đẹp, nó lật cây. Cái là cái cây của mình nhìn nó cân đối. Còn như mà mấy cây hàng chợ thì mấy bạn vô vô xương liền luôn, vô dàn xương liền, nhưng mà mấy cái bắp là mấy cái bắp cận gốc mấy bạn là nó không có bự, nó bự, nó bự cũng không có đều nữa bạn, nó bự nó không cân đối bằng mấy bạn cắt giật nhịp nha. Các bạn nuôi cái bắp trước rồi các bạn giật nhịp vô sau này cái cành của mình nó cứng cáp hơn. Trung nuôi nha bạn, cây này cây mini nha, nhỏ lắm nha, đừng tưởng cây bự nha bạn, nhưng mà quá trình làm là thời gian là cũng công phu lắm đó, chứ không phải ấy đâu các bạn, so với học quẹt này nhỏ xíu rồi các bạn. Cái này chiều cao chắc khoảng 20 thôi, không tới 17 à. Còn như cái cụm gốc thì chắc hơn 20 tí, khoảng 22, cụm này cho khoảng 22. Cái này dán huyền, trực huyền. Có một nhánh trực lên với một nhánh bay bay. Cái này vô dàn xương khoảng vài tháng nữa là 6 7 tháng nữa là kín cây các bạn. Nó có mấy cái dàn xương cơ bản rồi, mình giật cốt vô này, giật về giật cốt vô miếng này chỗ này nữa, chỗ này nó có cái mắt nè, giật cốt vô này nữa để mình cắt mà mình không để ý, hoặc là để này vô vô dàn xương cũng được. Nói chung là mấy mấy cây này mấy cây nuôi nha các bạn, nên giá trị nó nhiều khi nó giá nó nhiều khi nó hơi cao một tí, nhưng mà so với quá trình làm thì nó dài hơn. Còn như mấy cây hàng chợ thì nó rẻ lắm mấy bạn. Cái hàng chợ thì mình không có tính, cái hàng chợ thì nói chung mình mua chơi giải trí rồi mình nuôi thời gian dài rồi cái bắp nó cũng bự bự lên chút. Trung nuôi nha các bạn, bán gửi luôn cái chậu nha các bạn, chậu hơn 140 rồi, chậu này mình mới mua luôn á, mới mua luôn, ở dưới đất chậu còn ghi giá luôn 140. Còn bán gửi luôn cái chậu vậy cho dễ, chậu này gọn lắm mà cũng gửi, chậu này cũng chắc chắc nuôi nha. Mai Thủy nha bạn, trung nuôi nha.